Đây là cây đơn mùi này, dùng để chữa rô-ta thần kinh. Đây, nhiều lắm nha, để ít con nha. cây đơn mùi này. Đây, là đây, mỏng lắm. Nó có hoa này này, hoa chưa? Cách nhận biết. Hoa này là cách nhận biết đấy nha. Nó có hoa này, bông này. Đấy. Đó đây. Cây này cây đơn mùi, dùng để chữa bệnh rô-ta thần kinh. Cái này mình về mình lấy cái này về mình rửa sạch đi rồi mình đâm ra giả lấy nước. Rồi bôi lên vết bị chỗ bị rô-ta thần kinh là khỏi ngay. Bôi trong vòng 3 lần thì vậy. Ngày bôi lên bôi 3 ngày sau nó khỏi. Đây. Lá đây. Mỏng chưa? Họ thân cây mềm đấy. Đây là hoa của nó. Nhìn biết đây. Cây này chữa bệnh rô-ta thần kinh hiệu quả lắm đó. Lá này mềm, thân mềm này đó, lá rồng mềm nhỏ đây đó. Hoa nó này, đây là hoa của nó chưa. À, cái này nó có là hoa màu, hoa nữa là hoa màu vàng rồi này. Đấy, nó có bông bông màu vàng này. Nở rồi. Hoa nó có màu đỏ. Hoa đỏ, hoa vàng ấy. Đây, hoa vàng này. Ở đây mình gọi là cây đơn mùi. Ở đây khảo không biết được cây gì. Đây. Bông của chúng mình nở ấy. Đó. Cái này chữa rô-ta thần kinh nha, hiệu quả lắm á. Còn nó chữa bệnh khác không thì mình chưa tìm hiểu.